Năm 179 trước công nguyên, thành Cổ Loa thất thủ trước cuộc tiến công xâm lược của Triệu Đà. Âu Lạc bước vào đêm trường bắt cuộc kéo dài hơn 1.000 năm. Triệu Đà chia Âu Lạc ra làm hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân, sát nhập với các quận Nam Hải, Quế Lâm, lập nước Nam Việt, tự xưng Nam Việt Vương. Này, ta đặt ở mỗi quận một quan điển sứ để coi việc chính trị, hành chính và một quan tả tướng coi việc quân sự. Còn các quý tộc bản xứ vẫn giữ nguyên thái ấp và trị dân như cũ. Con cháu của thục phán ở đất Tây Vu phải được biệt đãi hơn cả, nghe không? Dạ bẩm đại vương, cớ sao không diệt cỏ tận gốc? Lạc hầu Lạc tướng Âu Lạc và hậu duệ của thục phán nên chờ đi mới không lo chúng nổi giận chống lại ta. Người làm quan mà hữu dũng vô mưu, phải dùng chính sách dĩ di công di, tức là dùng người Việt trị người Việt, làm cho người Việt không dễ nhận ra rằng chúng đang nằm dưới quyền cai trị của Nam Việt quốc. Kế sách của đại vương quả thật thâm sâu, hạ quan xin bái phục. Ngoài việc thu tổ thuế, lao dịch thì việc cống nạp cũng phải được tiến hành. Tuy vậy, cần đưa ra những sách lược để dân chúng các quận đều no đủ. Có như vậy, Nam Việt quốc mới cường thịnh, đủ sức chống lại nhà Hán. Việc này hạ quan sẽ lưu tâm. Nam Việt ta tuy là nước nhỏ, nhưng Hán triều cũng phải nể sợ vài phần, cũng là do đại vương mưu trí hơn người đó à. Người chớ vội mừng. Hán đế là kẻ tham lam hống hách, luôn coi mình là chúa bốn phương. Hắn sẽ không để yên cho các nước lân bang nhỏ bé như Nam Việt ta đâu. Dạ, thần sẽ đốc thúc việc củng cố tướng sĩ và thắt chặt cảnh gác nơi biên ải ạ. Từ ngày Âu Lạc sát nhập với quận Nam Hải, đất nước ta rộng lớn hơn bội phần. Có điều Nam Việt Vương vốn người phương Bắc, nay lại xuống phương Nam ta xưng vương cai trị toàn cõi, mất đi cơ nghiệp bao đời của họ Hùng đất Phong Châu. Đúng đấy già làng, còn phải cống nạp về phiên ngung cho Triệu Vương nữa. Năm nay hoa trái nhà tôi được mùa, vải sai lúc liều, vậy mà quan trên đem lính đến bảo chảy vải tiến cống Triệu Vương. Nhưng tôi thấy nhà Triệu trị vì cũng chưa phải là xấu, khắp vùng ta được mở mang kinh tế, chấn hương canh nông lúa khoai xanh tốt đã hơn hẳn thời xưa. Điều đó hẳn là có lợi cho dân bản chúng ta còn gì. Đây có thể là mánh khóe cai trị của nhà Triệu để lừa bịp dân ta. Dần dần chúng sẽ đồng hóa dân ta, để dân ta quên đi gốc gác giống nòi tiên tổ mà phục dịch cho chúng. Điều này đâu phải ai cũng nhận ra. Quả thật như vậy sao già làng? Rồi mọi người sẽ thấy. Âu Lạc tuy đã mất chủ quyền, nhưng chế độ Lạc hầu Lạc tướng vẫn tồn tại, và tổ chức vùng của người Việt cổ vẫn chưa hề bị xóa bỏ. Cơ sở xã hội Âu Lạc vẫn chưa hề bị xáo trộn. Bởi vậy người Việt không dễ dàng nhận ra bộ mặt cắt cứ, xâm lược và đồng hóa của nhà Triệu. Năm 111 trước công nguyên, nước Nam Việt dưới sự cai trị của nhà Triệu bị Tây Hán thôn tính và chia làm 9 quận. Đến năm 106 trước công nguyên, nhà Tây Hán đặt châu Giao Chỉ thống suất 7 quận lục địa và đặt châu trị tại quận Giao Chỉ. Bộ máy cai trị của nhà Tây Hán tại quận Giao Chỉ được thiết lập chặt chẽ hơn so với nhà Triệu. Dân Giao Châu nghe đây. Từ nay Thiên Triều Đại Hán cử ta tới đây để khai hóa cho dân nước Nam. Hán đế có lệnh, nhất loạt dân phải tuân thủ theo các chính sách của Đại Hán. Có như vậy, sứ Man Di các ngươi mới được hưởng hồng phúc của Thiên Triều. Bẩm Thái Thú, chẳng hay Thiên Triều Đại Hán có những chính sách gì? Đại vương vẫn để cho các ngươi làm Lạc tướng là các ngươi được hưởng ơn sâu của Thiên Triều rồi. Cho nên các ngươi hàng năm phải đi về tiến cống, đổ cống phần như châu báu, sừng tê, ngà voi, đồi mồi, ngọc cơ, tuyệt đối không được lơ là thiếu vắng. Thưa quan thái thú, Âu Lạc chúng tôi là nước hoang sơ nghèo nàn, rừng thiêng nước độc, sản vật không nhiều, nói gì tới kỳ hương dị thảo, kim cương châu báu chứ. Những thứ quý hiếm phải cất công tìm kiếm cho được, kẻo làm hán đế nổi giận. Thêm nữa, mỗi mùa các người phải dâng cống cho đại vương các loại hoa quả như vải, nhãn, chuối, mít, nhớ phải vận chuyển cẩn thận để tránh làm hư hại, nghe chưa?
Sao đến nay mà đám phu dịch đi tìm cống phẩm vẫn chưa về? Sắp đến ngày phải tiến cống cho thiên triều rồi. Dạ, người chớ lo lắng, thời hạn giao nộp cống phẩm cũng còn đến 3 ngày. Quan Lạc tướng, chúng tôi vừa từ biển khơi trở về. Sao chỉ có mấy người trở về thế này? Bẩm Lạc tướng, chúng tôi thoát chết trở về đây là có phúc lớn, mạng lớn lắm rồi ạ. Còn các anh em khác đều đã chết nơi biển khơi cả rồi. Vậy mà cũng chỉ tìm được bấy nhiêu châu ngọc thôi ạ. Ta cũng biết đồng bào phải dấn thân vào nơi rừng thiêng nước độc, biển cả mênh mông là 9 phần chết 1 phần sống. Nhưng nếu đồng bào không đi thì cũng bị quan thái thú giết chết mà thôi, còn giết cả người già và trẻ nhỏ nữa. Ta thân làm quan, nhưng mọi điều đều phải chịu sự quản thúc của bọn họ. Nhanh, nhanh lên, kẻo phải khô héo mất thì các người không được toàn thây mà trở về đâu. Thưa đại nhân, chúng tôi cũng đã sức cùng lực kiệt, đường xa gánh nặng, sức người cũng có hạn. Không còn lại nữa hả? Nghĩ mau, không ta đánh chết bây giờ. Ở miền núi, người dân phải đi tìm chim thú lạ để cống đạp. Ở miền biển, nhiều người bất xác vì phải mò đồi mồi Ngọc Châu. Ngoài việc bóc lột bằng cống nạp, quan lại nhà Hán còn bóc lột nhân dân Âu Lạc bằng việc mua bán thổ sản và nô lệ. Đời sống người dân ngày càng cùng cực. Bộ máy cai trị của nhà Hán tại Giao Chỉ được thiết lập ngày càng chặt chẽ. Ngoài phương thức bóc lột cơ bản là cống nạp hay mua bán thổ sản và nô tỳ, chúng còn thi hành chính sách di dân khẩn thực nhằm đồng hóa người Việt theo văn hóa Hán. Nay ta đưa quan lại gia nô và dân Hán tổng cộng 1.000 người sang Giao Chỉ nhập cư. Ông hãy phân bổ sắp đặt cho họ về các địa phương. Bẩm thái thú đại nhân, đất Giao Chỉ mặc dù dân cư thưa thớt nhưng đất đai cũng rất hạn chế. Những mảnh đất có thể ở và canh tác được đều đã phân mảnh cho người dân. Nay ngài đưa dân Hán qua đây, quả thực làm khó cho hạ quan quá. Có việc gì mà không làm được cho họ ở xen kẽ với dân Việt? Dạ bẩm, thưa quan thái thú, để hạ quan phân công các quan bản xứ địa phương sắp xếp ạ. Bẩm đại nhân, hạ quan có một thắc mắc là tại sao Hán đế lại đưa tội nhân và dân nghèo sang mảnh đất hoang hóa xa xôi này? Nơi đây khí hậu khắc nghiệt, ẩm ướt, nhiều chướng khí, họ làm sao mà sống nổi đây chứ? Chẳng lẽ người không rõ về chính sách di dân khẩn thực của Hán đế hay sao? Thiên triều mất đất Giao Chỉ thành một bộ phận của Hán quốc, chứ không chỉ là phên dậu lệ thuộc. Muốn như vậy, người Việt phải ăn ở với người Hán, sống theo văn hóa Hán. Đây là chính sách khai sáng cho dân phương Nam của Đại Hán chúng ta đấy. Hán đế quả thật sáng suốt, đúng là rất sáng suốt. Lạ thay, sao có nhiều người lạ vào làng ta nhỉ? Hôm qua tôi có nghe Giả Lạc nói, quan Hán bắt đầu chính sách di dân khẩn thực ở miền Giao Chỉ rồi. Họ đưa nào là tù nhân, nào là dân nghèo, người Hán, nói là khai sáng dân ta. Chứ kỳ thực, chúng muốn ta quên đi tổ tiên nòi giống, quên đi gốc tích con rồng cháu tiên của mình. Bọn chúng thực là thâm độc vô cùng. Xếp hàng đi. Ê, cái gì mà chen lấn thế, từ từ đã. Ơ kìa, đã bảo từ từ đã xếp hàng. Lũ màn gì các người, mau cho ta tới căn nhà của ta đói lắm rồi. Trời ơi, sao lại để chúng ta đến nơi xa xôi ẩm thấp chịu cảnh này sao? Các người thật đáng chết. Ê, cái xứ này làm sao mà ở được đây? Ở sao nổi? Ai mà quen biết gì tới đây? Tự dưng bắt người ta ở nơi xa xôi đến nơi hẻo lánh như thế này. Ta có nhà cửa đàng hoàng, sao lại bắt ta sang đây chứ? Ta đâu có quen cấy cày trồng trọt, ta lấy gì mà sống đây? Các người hãy xếp hàng, rồi lần lượt sẽ cắt đặt tới các vùng chớ làm loạn. Ai mà chống lại, ta sẽ trị tội. Để đồng hóa người Việt, bộ máy cai trị nhà Hán đã thi hành chính sách Hán hóa trên mọi lĩnh vực đời sống của dân ta. Dưới vòng kìm kẹp hà khắc ấy, ngọn lửa căm hận quân xâm lược đang nhen nhóm trong lòng dân chúng, con cháu vua Hùng chờ ngày bùng phát.